đã bắt được đối tượng Lê Văn Luyện, nghi can chính trong vụ án giết người cướp của tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang. 17 giờ 30 phút chiều nay, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an, đồng thời là Phó trưởng ban chuyên án cho biết, đối tượng Lê Văn Luyện đã bị bắt giữ lúc 16 giờ 30 phút tại khu vực đồn biên phòng Na Hình thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Bắt giữ Lê Văn Luyện là lực lượng tổng hợp gồm nhiều đơn vị, trong đó chủ công là ban chuyên án và tập thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Hình, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, cán bộ điều tra đang lấy những lời khai đầu tiên của đối tượng Lê Văn Luyện. Qua thẩm vấn nhanh thì Lê Văn Luyện đã khai nhận chính là đối tượng đã gây ra vụ án giết người cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích. Như vậy là sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau 1 ngày, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc, Lê Văn Luyện đã xa lưới pháp luật. Trong thời gian vừa qua thì dư luận xã hội không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí là bàng hoàng với các vụ bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống hàng ngày. Không thể phủ nhận, tâm lý lo lắng đã xuất hiện trong một bộ phận dân cư và ngày một gia tăng, nhất là khi thông tin về các vụ bạo lực lan truyền nhanh chóng và rộng rãi trên Internet. Nghiên cứu một cách khoa học về bản chất của những vụ việc bạo lực này là điều vô cùng cần thiết để mỗi cơ quan cũng có trách nhiệm, cũng như từng người dân sẽ có sự điều chỉnh cần thiết trong việc nhận thức và ứng xử của mình hàng ngày. Vụ án cướp tiệm vàng ở phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang mà báo chí ồn ào suốt một tuần nay vẫn tiếp tục diễn biến. Từng tình tiết hình sự của vụ án sẽ được bóc tách, nhưng có một thứ chưa cần bóc tách đã khiến ai cũng phải rùng mình. Đó là tính chất bạo lực của vụ án. Ba mạng người bị tước đoạt, trong đó có một cháu bé mới 18 tháng tuổi, để kẻ thù ác có 70 cây vàng. Nghi can vừa bị bắt, và nhìn bức ảnh này, người ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao một thanh niên mặt mũi sáng sủa lại chọn một cách làm dã man như vậy để đạt mục đích của mình? Tâm lý giành giật một cái gì đó để làm của mình là hiện thực không phủ nhận. Trong bối cảnh xã hội mà nhu cầu về vật chất của con người ngày càng lớn, xã hội tạo ra nhiều giá trị để hưởng thụ, trong lúc nhiều người không muốn mất công lao động để đạt được. Sự gia tăng thu nhập và phân hóa giữa các thu nhập giữa tầng lớp đang tạo sức ép chung toàn xã hội. Đây xưng là sự có thật. Và đây thì với sự ép này thì có nhiều người có cảm giác rằng là mình đang bị tước đoạt đi một số cái gì đó mà mình đáng được hưởng. Vì vậy trên có nghĩa là tôi muốn nói là ở đây yếu tố sự ép này có, nhưng để từ đó mà dẫn tới cái vấn đề của thanh niên thì phân tích sâu hơn. Đợt ra quân của công an thành phố Hà Nội xử lý và trấn áp hành vi chống người thi hành công vụ cho rất nhiều đáp số. Có một đáp số nằm trong cúp của nhiều xe máy đi đêm. Nhìn hành trang của nhiều thanh niên khi ra đường, họ không mang theo sách vở, máy tính hay các dụng cụ lao động, mà là dao kiếm và mã tấu. Nhìn một con dao chọc tiết được cải tiến có chủ đích như thế này, không ai còn nghĩ nó sẽ được dùng trong các lò mổ lợn. Một phép thống kê của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, có đến 90% số vụ án giết người, cướp của và những hành vi bạo lực xảy ra trên địa bàn có một phần căn nguyên từ việc nhiều thanh niên tàng trữ các loại vũ khí và mang theo người khi đi ra đường. Các nhà xã hội học phân tích, một sự thật là nhiều người tự cho rằng đó là một hình thức tự vệ, và dần dần vũ khí tự vệ trở thành vũ khí tấn công. Giống như câu chuyện về sức ép phân hóa thu nhập, đây cũng là điều cần được lưu tâm nghiên cứu. Và nếu là lạc chân ở chỗ là họ nghĩ rằng những cái thành viên đó, những cá nhân đó, họ nghĩ rằng họ có thể thiết lập lại được cái trật tự. Chính vì phản ánh cái điều đó, phản ánh cái chuyện tức là cái sự không hợp tác, không thừa nhận, thậm chí phủ định cái trật tự vẫn tồn, thì tôi cho rằng đây là một cái nét tâm lý cần phải nghiên cứu của trong một cái xã hội chúng ta đang chuyển mình, đang đứng trước những thách thức. Các hành vi bạo lực không chỉ dừng lại ở những người dân bình thường với nhau, nó còn có xu hướng xâm phạm vào cả những đối tượng thuộc lực lượng công quyền, lâu nay được coi là bất khả xâm phạm. Hình ảnh một cô gái khi bị xử lý vi phạm giao thông đắt chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ, hay lái xe taxi sẵn sàng lao vào cảnh sát khi bị tuyết còi, đã không còn là trường hợp hãn hữu mới xảy ra. Điều này được phân tích và lý giải bởi hiện tượng cộng dồn những ức chế về tâm lý của nhiều người dân khi hàng ngày họ phải đối mặt với nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra trong các lĩnh vực thuộc dịch vụ công của xã hội. Rất nhiều vụ việc, người nhà bệnh nhân thậm chí có sự tát nước theo mưa của những kẻ côn đồ kéo đến hành hung y bác sĩ, đập phá bệnh viện, có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ câu chuyện muôn thuở
là ở nhiều nơi và nhiều lúc việc chăm sóc y tế cho các bệnh nhân chưa được tốt, đúng như tinh thần của y đức và trách nhiệm của các thầy thuốc. Thì ở đây tôi muốn nói rằng là có lẽ có những rối loạn chức năng nhất định nào đó trong cái cơ thể xã hội của chúng ta, và cái sự rối loạn chức năng nhất định nào đó nó gây đến cái xu hướng người ta theo đuổi những cái giá trị khác nhau, người ta thừa nhận hay không thừa nhận cái trật tự hiện tồn, và cái xu hướng đấy là một xu hướng cũng tôi cho là đáng quan ngại, và chắc chắn chúng ta cần phải có cái sự xem xét, có sự phân tích và có sự điều chỉnh quản lý trên bình diện rộng ở tầm vĩ mô đối với những hành vi đó của những cá thể, mặc dù rằng là những hành vi của cá thể, nhưng khi chúng ta tập hợp lại trong một cái mẫu số chung thì cái điều đó nó cho thấy là người ta chối bỏ hay không chối bỏ, người ta thừa nhận hay không thừa nhận cái trật tự và sâu hiện thôi. Thanh niên, thiếu niên, những gương mặt là tương lai của các gia đình và của xã hội. Nhưng điều đáng tiếc, họ lại là đối tượng chính gây ra nhiều hành vi bạo lực, để rồi phải trở thành đối tượng chịu sự chấn áp và trừng trị của luật pháp. Những sinh mạng con người đã mất mát, những tổn hao về tinh thần và niềm tin của xã hội. Chừng đó đã đủ để chúng ta nhìn nhận một cách nghiêm túc về những câu chuyện bạo lực đang ngày càng một dày đặc trên các trang báo ra hàng ngày. Có một sự thật, buổi tối bây giờ ra đường nguy hiểm hơn xưa rất nhiều.